Chào các bạn, mình là Review 247 Pleiku đây. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một dịch vụ hút hầm cầu ở Gia Lai, Bình Định, Kon Tum, đó là dịch vụ hút hầm Minh Hoàng. Nếu nói về lĩnh vực hút hầm thì Minh Hoàng Gia Lai là số 2 thì chắc khó mà tìm được người số 1. Ha ha ha, đó là bình luận của đại đa số những người đã sử dụng qua dịch vụ của Minh Hoàng. Nhân viên phục vụ tận tình chu đáo, gọi điện thì mấy giờ 15 cũng đi hút. Kể cả 3 giờ sáng nhân viên vẫn phục vụ. Liên hệ ngay dịch vụ hút hầm cầu Minh Hoàng tại 3 tỉnh Gia Lai, Bình Định, Kon Tum nha. Số điện thoại 0975037047. À mà quên mất, bên mình giảm giá 50% cho người nghèo nha. Và giảm giá ngay cho 15% cho ai chia sẻ video review này.